Mến chào các bạn. Hôm nay mình hướng dẫn các bạn cách cắt và pha keo cổ áo đan tông. Cổ đan tông liền. Cái cổ này là cổ semi căn bản nè các bạn. Ra cổ 6,5 xuống 4 phân. Bây giờ mình phết cái này ra 3 phân cổ đan tông nha. Rồi mình chừa đường mai 5 ly nha. Đó, đó là cổ thân sau đó. Cổ mình ra 3 phân và mình xuống cái này là 3 phân luôn. Khúc này cũng 3 phân. Ngay cái đường nút nè, các bạn ra cái ve này là 4 phân. 4 phân. Nữa mình sẽ vẽ cái bâu nó ngay đây. Cái ve nó ngay đây luôn. Ăn gian vô đây 5 ly nè các bạn. Cái cổ mà cái bâu cổ á, mình sẽ đánh cong nó xuống như vậy. Thì ngay cái chỗ này nè các bạn, nó là đường thẳng ngay đây nha. Ngay đây nè, ngay cái ngực mình là nó đường thẳng gì nè. Mình lúc nào mình cũng ăn gian vô 7 ly hoặc 5 ly. Để mình bẻ cái bâu áo nó ôm sát cổ nó sẽ đẹp hơn. Còn cái thân áo này thì mình rã. Mình rã như thế này thì mình rã mình một cây thước. Thì mình sẽ chừa lại một cái thước bên này. Đây mình rã cho các bạn xem luôn. Đây, một cây thước nè. Rồi mình trả lại một cây thước và mình chừa đường may bên này luôn nha. Xong rồi các bạn, ở đây là có ship 2 cái ly thì ngay cái khúc này là 14 nè. Thì mình sẽ cộng thêm 8 phân. Cộng thêm 8 phân ra 22 phân ngay khúc này nè. Để 1 ly là 4 phân đó. Mình xuống đây luôn 2 phân. Rồi mình chừa xuống đây, trả lại xuống đây lại 2 phân. Mình sẽ rã được cái cúp ship ly ở ngay eo áo. Rồi mình cắt nha. Mình cắt rã cái áo xong rồi mình sẽ đi ship ly. Và mình sẽ vắt sổ luôn cái áo. Để mình hướng dẫn các bạn cách pha bâu áo. Sau khi mình cắt thì mình sẽ đi vắt sổ và mình nhấn ben lên lai thân sau luôn, ủi thẳng nó. Đây, mình may cái áo như vậy nó sẽ rất là nhanh nha. Rồi cái tay áo nè, các bạn tay áo này mình lên, mình ủi lên đường cong và nữa mình sẽ vắt. Và tay áo mình cũng ủi xong rồi đó. Còn cái này nè, người ta thích là thích ship cái ly bung ra. Cái này gọi là bung ra bung vô, là nó lật vô gì nè các bạn. Lai thấp lai cao, nhưng mà mình cứ may cho nó bằng nhau hết đi. Mình may cho nó bằng nhau xong rồi mình cắt sao, mình pha keo cái. Nè, khi mà các bạn rã cái cúp này nè, thì mình nhớ là rã từ eo xuống 3 phân thì cái tùng áo nó sẽ đẹp hơn nha. Đây. Đây. Rồi mình đi pha keo. Mình pha 2 lớp keo nhỏ để mình ủi trên thân áo. Đây là 2 lớp keo nhỏ. Rồi mình thêm 2 lớp keo lớn nè. Keo lớn. Bề khoảng này thường mình làm 8 phân. Và trên này to như vậy nữa mình xếp cái lá bầu ra nó đẹp hơn. Rồi mình pha cái lá trên nha các bạn. Cái lá trên mình pha keo là cái này nè. Là 7,5 phân. Cái này là 7,5 phân. Còn cái này, cái ve này nè, 5 phân. Thì cái này các bạn cũng làm cho mình 5 phân luôn. Cái ve đan tông á. Và mình sang dấu nó qua nè. Đó, mình sang dấu nó qua nè. Xong rồi phía sau này á, là mình đo nó là 11,5 hơn. Thì mình cũng lấy 11,5 hơn luôn nha. Và cái nhớ là khi mà cái gạch đó thì các bạn nó gạch thẳng, nhưng mà mình sẽ cong nó lên một phân đây nè, ngay cái đầu này nè, thì cái bầu áo các bạn vô nó đẹp hơn. Đây, đây là cái bầu nè. Đó, mình làm các khoảng dấu đồ nó theo hết. Rồi mình vô cái bầu này, là cái khúc này là thân sau nè.
các bạn pha thêm một cái lớp bầu nữa. Bầu này thì mình pha hai lớp đã, lớp này và lớp này. Xong rồi mình ủi vô vải nha. Bầu này mình ủi bằng vải ngang nha các bạn. Đó, hai lớp, lớp trên và lớp dưới. Và khi may á, thì mình may cái đường vẽ đậm này nè nha. Rồi cái bạ nhỏ này mình ủi trong thân áo. Và mình ủi thêm hai miếng bạ lớn. Đây, mình vắt sổ luôn. Cái áo này là lai thấp lai cao, thành ra mình sẽ so lai, lai bên này là lai ngắn, thì mình sẽ lấy cái bạ nó theo luôn. Bên này là bạ dài nè các bạn, bên này dài nè, đó, dài và góc nhọn, thì mình để y như vậy. Mình có làm cái dấu xanh nè, 5 phân, bên này 5 phân. Rồi mình khi mà mình pha bạ xong thì mình hả gạch gạch ngang cái dấu này nè các bạn, cho nó ngắn hơn. Bên này dài còn bên này ngắn hơn. Và khi lên lai thì các bạn sẽ lên nó hai phân. Ở đây thì hai phân nha. Nữa mình may bạ xong rồi mình hả lên. Bây giờ mình cắt cái này. Mình cắt luôn lớp bạ trong nè. Rồi, mình sẽ đi may. Đây mình may lộn cái lá bâu trước nha. Khi mình may còn lại một mũi nữa đó các bạn, lấy cái cọng chỉ đôi này nè, dở cái chân vịt này lên, nhét cái cọng chỉ đôi này để xuống. Một mũi thôi. Đó, để mình bỏ gốc, để mình lấy gốc nhọn, gốc vuông nó rất là dễ nè. Rồi các bạn để cái sợi chỉ đi qua đây như vậy. Đó. Rồi các bạn tiếp tục may bình thường. Và khi may thì các bạn nhớ là kéo cái lá bâu này nè, hơi kéo một chút thì cái bâu nó sẽ ôm đẹp hơn. Đầu bên này các bạn cũng bỏ chỉ luôn, để khi lộn ra cái góc nó sẽ vuông, nó sẽ rất là đẹp. Rồi mình may xong rồi mình sẽ gọt nó lại ngay ngắn. Và mình bấm mấy cái góc ngay đây nè các bạn, ngay cái đường cong nè, mình bấm. Mình bấm hết và gọt nó lại cho nó gọn. Rồi mình sẽ mở và dằn chỉ phía bên. Đây mình dằn chỉ qua một bên của cái lớp trong nha các bạn, lớp ngoài thì không có dằn. Đó, mình dằn qua một bên. Khi mình lộn bao áo thì mình cắt xéo các bạn. Đây, cắt xéo cái góc bao nè. Như vậy thì nó không có bị cộm mà cái góc nó vuông. Hoặc là góc nhọn các bạn cũng cắt đây. Như vậy nó sẽ vuông góc nó đẹp hơn. Đây mình lộn ra. Xong rồi mình đi dằn chỉ nha. Mình dằn 5 ly đều qua bên bâu luôn. Mình may xong rồi mình may tới nẹp áo. Nè, ngay đây nè, thì mình may đây 5 ly trước nè, để nữa mình nhét cái lá bầu vô dễ. Còn ngay đây lúc nào cũng phải bỏ gấp chỉ nè, thấy không, dỡ nó lên. Hình tròn, gấp tròn là may hai lần. May một lần qua rồi may lần nữa thì bẻ cái gốc nó sẽ tròn lắm, nó có cái mẹo hết à. Rồi lúc nào cũng nhớ là kéo ở dưới đụng ở trên hết trơn. Khi mà mình ủi keo hai bề mặt như thế này nè các bạn, là nhớ là kéo căng ở phía dưới một tí, còn ở trên thì các bạn đừng có kéo, là may hai cái nẹp nó
nó sẽ khít lại với nhau, không bị giãn ở trên hoặc đùng ở dưới. Đây. Rồi mình may cái nẹp còn lại nữa. Và may thẳng lên bâu. Khi mình may đến tất cả các góc bâu nhọn hay là bâu vuông thì các bạn nhớ là bỏ chỉ để mình lộn cái góc cho nó dễ, nó vuông góc. Sau khi mình may xong rồi thì các bạn cắt gọt lại. Đây mình may các góc xong rồi mình cắt nè, gọt lại cho gọn. Và nhớ là bấm ngay cái chỗ này nè các bạn, ngay cái bâu nè. Đó, các bạn bấm ra để khi mình dằn nè, mình dằn bên cái nẹp thân áo, dằn qua hết bên cái nẹp thân áo luôn. Và khi đến cái góc bâu mình bấm nè, nè các bạn sẽ dằn bên thân áo nha, chứ không dằn bên cái bạ áo nữa. Đây, dằn bên cái thân áo để khi mình lật cái bâu ra không có thấy đường chỉ dằn. Đây lá bâu còn lại nè, các bạn cắt xéo như vậy rồi bấm ngay cái góc này nè. Đó, bấm xong rồi các bạn sẽ dằn chỉ từ trên bâu này đi xuống. Cái này là dằn bên thân áo nha, dằn xuống ngay cái góc bấm á. Rồi ngay cái góc này các bạn sẽ dằn lại phía bên cái nẹp áo, nẹp 8 phân á. Xong rồi các bạn chỉ việc nắm cái sợi dây nè, đó chỉ đó, mình để ra là cái cổ các bạn nhìn nó đẹp hơn. Rồi mình may hai cái vai áo và cái bạ lớn ở trong này nè, các bạn nhớ cắt xuống một phân để mình ráp mình vô bâu nó đúng ngay vai á, chứ nó không có chồm qua vai sau thì các bạn khó may hơn. Và mình ráp hai cái vai áo vào thân trước với thân sau. Và mình gắp đường sườn vô luôn nha các bạn. Đây hai cái vai, xong rồi mình gắp sườn áo vào để mình ủi một lượt nó tiện hơn. Và đây là mình khóa cái lai áo nè. Đó các bạn bẻ vào như thế này, rồi khóa lai áo lên lai áo hai phân đó. Và nhớ là đạp đừng cầm nguyên cái lai áo, thì bẻ cái lai áo lên nó không bị dẫn cái lai, nó ôm cái áo nó đẹp hơn. Đây mình bên này mình cũng lên lai hai phân và mình bẻ cái nẹp để mình lộn cái lai, khi mà mình mở ra nó sẽ đẹp hơn. Đó mình bẻ cái nẹp gì nè, kêu là lộn lai á các bạn. May hai cái lai áo xong rồi các bạn lộn nó ra. Đây mình xếp góc mình lộn nó ra nè. Đó. Rồi mình sẽ đi ủi. Mình ủi cái lá bâu, ủi thân áo luôn cho nó thẳng hết. Rồi các bạn mới ráp tay và ráp bâu vào. Đây các bạn lộn cái bâu lại nữa. Rồi mình sẽ để cái lá bâu vào. Đó, mình để lá bâu vào mình may. Đây, mình dỡ cái lá bâu ra nè. Nhớ là làm dấu hai lá bâu bằng nhau nha các bạn. Xong rồi mình để giữa như vậy nè, rồi mình may. Có đường may sẵn luôn. Mình may đến cái gốc này nè. Gốc này thì mình lại mối. Mình lại mối cái gốc cho nó chắc. Và mình cắt chỉ sạch sẽ xong, mình sẽ bấm cái bạ nè, cái bạ áo và cái thân áo. Đây bấm xéo như vậy nè, cái bâu không bấm nha các bạn. Bấm
xong đây, mình ship gốc nó qua như thế này nè, đó, bẻ nó qua cái bâu nè. Rồi ở dưới thân áo mình cũng ship như thế này thì nó sẽ không bị nhăn. Đó, mình may đến ngay vai là mình lợi mối cho chắc luôn. Đây, đây mình may đến ngay cái dấu vai, mình sẽ lợi mối cho nó chắc. Rồi mình cắt chỉ xong rồi, các bạn bấm nè, bấm hết luôn, cắt lớp luôn, bấm thẳng như thế này nè, đó, đây nè, đó, bấm rời ra như thế này. Rồi mình may cái, mình lộn cái bâu ra nè, đó, các bạn giật lộn cái bâu ra là được một cái lá bâu một bên rồi đó. Mình sẽ may cái lá bâu còn lại. Đây, ở dưới này thì các bạn để cái lá bầu như thế này. Rồi các bạn lật cái lá bầu lên. Đây, lật cái bả nó lên nè. Và từ ở trên này nè, đây, trên cái gốc này nè, các bạn lại mối cho chắc. Mình may thẳng xuống cái lá bầu. Bạn nhớ là khi mình may thì ngay cái gốc nó đúng cái dấu phấn mình vẽ, để khi mình bấm cái góc áo nó vừa đúng luôn, nó không bị bung cái góc. Đó, mình bấm nè, đây, bấm cái bạ xong rồi mình bấm dưới thân áo nè, bấm xéo vào nha. Rồi mình ship qua như vậy, ship qua cái bâu nè, để mình may cái bâu còn lại. Đó, mình ship như thế này nè. Xong rồi mình mới may. Đó, để cho nó không bị nhíu gốc nha, nhớ là thẳng nha các bạn, từ trên vai, từ trên vai các bạn lợi mối đi thẳng xuống luôn. Mình may lợi mối thẳng xuống xong rồi mình bấm ngay đây nữa nè các bạn, bấm hết luôn đó, bấm vô ngay tới đường may thôi. Rồi mình lộn cái bâu ra đây. Chỉ cần nắm sợi dây chỉ là giật lên là cái bâu mình dễ lắm. Rồi mình sẽ may cái bâu sau nè. Đó, mình sẽ lấy cái thân áo và cái bâu, một lớp bâu thôi. Mình sẽ may đường chân dịch. Đây, thường mình làm ngay dấu giữa cái thân áo á, là các bạn khớp vô cái áo hết à. Đó, các bạn may từ vai này thẳng qua vai kia. Xong rồi thì các bạn cắt chỉ cho nó sạch, cắt bỏ hết mấy cái sợi chỉ này. Rồi các bạn lật cái áo vào và may cái lá bâu trên nè. Đó, các bạn cuốn vào, đạp đường nhuyễn nha, từ bên vai này đi qua vai kia. Đó, các bạn cuốn vào. Đây, mình may cái bầu sau, các bạn không quen thì các bạn lược bằng tay cũng được. Còn không, mình làm dấu ngay giữa cổ thì các bạn may đây, đến ngay cái điểm giữa cổ á, là mình có làm dấu ngay giữa cổ thì cho nó khớp ngay giữa cổ. Đó, các bạn bẻ vào hết như vậy cho nó sạch cái bâu. Nhớ là vải đồ các bạn không có để mấy cái tưa tưa vải, nhìn cái áo nó xấu lắm, nên mình phải cắt chỉ đồ cho nó gọn vào. Đó, mình may. Không, các bạn lược tay thì nó nhanh hơn nha. Còn mình may lâu rồi nên mình chỉ cần bẻ vào như vậy mình may. Đó, mình nhét vào những cái cọng chỉ nè, mình nhét vào cho nó cái áo nó sạch. May bâu sau xong rồi mình sẽ dằn cái bạ cổ nè, mình dằn 5 ly đều xuống tới cái lai áo luôn. Đây, mình dằn từ từ đi cắt góc xuống nha. Mình bẻ góc, mình dở chân dịch lên góc vuông á.
đi thẳng xuống cái bao áo luôn. Mình dằn 5 ly đều hết. Đó. Đi thẳng xuống lai áo luôn. Và dằn cái thân còn lại. Nhớ là các bạn dằn ở phía dưới nha. Đây mình lật ngược lên mình dằn vậy nè. Nhưng mà cái áo mình nó vẫn đều đẹp nha. Đây mình dặn gì thì lên cái lá bâu á là nó đều hơn nữa. Đây cái lá bâu là bề mặt nè. Canh 5 ly đều hết á các bạn, theo cái đường chân dịch đó. Mình may các góc bâu hết. Mình dặn 5 ly đều lên tới vai luôn. Rồi khi dằn xong thì các bạn chỉ cần kết ngay tí vai á là cái bả áo này nó không bị lật ra. Đó, xong các lá bâu rồi mình đạp dằn đều hết từ dưới lai lên cái bâu luôn. Đó, mình đạp 5 ly, may 5 ly đều hết. Còn cái tay áo mà các bạn muốn vô đẹp á thì các bạn phải đạp đường cầm trước. Đây mình đạp đường cầm mà đường may một phân thì mình đạp kế bên một phân á các bạn. Rồi mình hơi nhúng cái đầu tay lại á, nhất là cái tay áo vest á thì cái đầu tay áo các bạn nhìn nó tròn nó đẹp. Mình may đường cầm xong rồi mình nhúng nó như thế này nè trên cái đầu vai á, rồi các bạn vô cái tay áo thì dấu ít là ở phía trước á. Mình giảm tay ở phía trước á. Mình may cái tay áo mà mình may cái đường cầm tay thì cái tay áo nó sẽ tròn đẹp hơn. Nên lúc nào các bạn cũng phải may cái đường cầm hết. Với cái tay áo mà nó không có nhúng nha. Còn tay áo rút nhúng thì khác. Rồi nè. Đó, cái tay áo nè. Như vậy nó thẳng mà nó tròn lên trên cái vai á, nó rất là đẹp. Xong rồi mình làm khuy, ba cái khuy thì cách khoảng nó là 6 phân nha. Xong rồi mình đính nút. Mình đính thêm một cái nút bóp ở cái cổ đan tông á các bạn, để cho nó không bị hở ngay ngực áo quá sâu. Nếu mà bạn nào kỹ tính thì mình nên đính cái nút bóp ngay đây. Đó. Là xong được cái áo cơm lê cổ đan tông. Áo là cao thấp và xếp ly ở hai bên eo. Cái này bận với váy cũng được, nó rất là xinh luôn. Còn hiện giờ thì khách hàng thích bận với quần á các bạn, quần ống suông á mà ở sau là lưng thun nè. Đó, ở trước á thì lưng quần tây. Đây mình may mình có một miếng kìm như thế này nè. Thì khi bận vào á cái thân quần nó sẽ thẳng, nó sẽ rất là đẹp luôn. Túi quần đó, đó, xong rồi đó các bạn. Một bộ đồ cơm lê cổ đan tông. Rồi mình xin cảm ơn các bạn đã xem và đăng ký kênh Nhà Mai Cắt Đằng. Xin chào tạm biệt các bạn. Và chúc cả nhà được an lành hạnh phúc và luôn thành công trong cuộc sống.